Xin kính chào quý độc giả đã đến với chương trình 120 giây kết nối cùng Phương Châu. Tôi là bác sĩ Dương Quỳnh Hồng Ngọc tại đơn vị hỗ trợ sinh sản IVF Phương Châu. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cái chủ đề là nên chọn thụ tinh trống nghiệm hay là bơm tinh trùng. Khi tất cả các quý anh chị đã đi khám hiếm muộn, đã mong con thì sẽ được nhận được những cái lời tư vấn từ phía bác sĩ. Vậy thì khi chúng ta quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm hay thực hiện cái phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ 5 cái yếu tố để cho các anh chị có thể quyết định lựa chọn cái phương pháp nào phù hợp với mình. Yếu tố thứ nhất đó là cái nguyên nhân hiếm muộn. Ví dụ như khi các anh chị đi sẽ kiểm tra về tinh dịch đồ không có tinh trùng nhưng trong cái tinh hoàn có thì cái này chúng ta chỉ có thể thực hiện bằng cái phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Ví dụ như các chị đã bị cắt hai vòi trứng hoặc là tắc hai vòi trứng do những cái bệnh lý khác, ví dụ lạc nội mạc tử cung hay bệnh lao, thì khi đó chúng ta chỉ có thể làm thụ tinh trong ống nghiệm. Còn những cái trường hợp khác khi chúng ta xét nghiệm ra mà có tinh trùng mà tinh trùng yếu hoặc là gì, cái rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, rối loạn sự rụng trứng thì chúng ta có thể cân nhắc lại một cái phương pháp là bơm tinh trùng. Thì cái quyết định làm cái phương pháp nào thì bác sĩ sẽ là người tư vấn cụ thể cho các anh chị. Cái yếu tố thứ hai liên quan đến tuổi vợ. Cái tuổi vợ là một trong những yếu tố tiên lượng quan trọng. Ví dụ như nếu như phụ nữ mà dưới 30 tuổi thì chúng ta có thể cân nhắc cái phương án bơm tinh trùng nếu như tất cả các chức năng về sinh sản của hai vợ chồng chỉ giảm một chút xíu thôi. Và nếu như cái độ tuổi mà từ 35 tuổi trở lên thì khi đó các anh chị nên cân nhắc lại làm thụ tinh trong nghiệm nếu như đã có cái nguyên nhân hiếm muộn rõ ràng. Yếu tố thứ ba là liên quan đến cái thời gian mong con. Ví dụ như khi chúng ta mong con trong vòng 1 đến 3 năm thì chúng ta có thể cân nhắc bơm tinh trùng thử 1 đến 2 chu kỳ. Nếu như chúng ta đã mong con trên 3 năm rồi, có nghĩa là thời gian đã kéo dài, đã có nguyên nhân hiếm muộn rồi, tuổi vợ đã cao rồi thì chúng ta nên cân nhắc làm thụ tinh trong nghiệm sớm chừng nào tốt nấy. Yếu tố thứ tư là cái thói quen sinh hoạt vợ chồng. Thì khi chúng ta đã có một cái chẩn đoán về hiếm muộn thì cái yếu tố đầu tiên chúng ta cần quan tâm là cái tần suất quan hệ vợ chồng chúng ta như thế nào. Và nếu như chúng ta có thể điều chỉnh cái tần suất quan hệ vợ chồng 2 đến 3 lần một tuần thì khi đó chúng ta có thể áp dụng cái phương pháp này. Và nếu như cái tần suất quan hệ vợ chồng của các cặp vợ chồng chúng ta thưa thì các anh chị nên lựa chọn cái phương pháp là bơm tinh trùng trước khi chúng ta quyết định làm thụ tinh trong nghiệm. Cái yếu tố thứ năm là liên quan đến vấn đề là cái thời gian của người vợ. Bởi vì khi chúng ta làm thụ tinh trong nghiệm, cái thời gian của chúng ta mất từ 4 cho đến 10 tuần. Còn nếu như chúng ta thực hiện bơm tinh trùng, cái thời gian tối đa là khoảng là 4 tuần là chúng ta sẽ biết kết quả. Do đó làm thụ tinh trong nghiệm thì các chị sẽ mất thời gian nhiều hơn và cái tần suất di chuyển lên đến cái bệnh viện nó sẽ nhiều hơn. Chính vì vậy khi chúng ta quyết định làm bơm tinh trùng hay quyết định làm thụ tinh trong nghiệm thì phải cân đối lại cái khoảng thời gian mà các anh chị có thể bỏ ra ở tại bệnh viện là nhiều hay không. Do đó đó là 5 cái yếu tố mà khi chúng ta quyết định lựa chọn một cái phương pháp điều trị. Vậy thì khi nào chúng ta không nên điều trị bơm tinh trùng hay không nên điều trị làm thụ tinh trong nghiệm thì nó sẽ có những yếu tố sau. Thứ nhất là nếu như các anh chị đang có một cái bệnh lý nền, ví dụ như suy tim không thể mang thai được, ví dụ như bệnh lao đang điều trị, suy thận hoặc là những cái tình trạng viêm nhiễm cấp tính thì tạm thời chúng ta nên trì hoãn điều trị để cho có con. Những cái yếu tố khác liên quan đến ví dụ như chọn lọc giới tính hoặc là chọn cái năm sinh thì chúng ta nên cân nhắc lại, bởi vì tất cả những cái yếu tố mà liên quan đến điều trị hỗ trợ sinh sản thì cái đó là những cái điều trị can thiệp. Và với một cái bác sĩ hiếm muộn thì tôi vẫn khuyến khích là các anh chị nên có con tự nhiên. Thì đó là những cái yếu tố mà chúng ta không nên quyết định điều trị hỗ trợ sinh sản. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi chương trình. Và nếu như các anh chị có những cái thắc mắc gì thì có thể để lại bình luận ở phía sau. Thì hẹn gặp lại các anh chị trong cái chương trình 120 giây kết nối cùng Phương Châu ở lần sau. Xin cảm ơn.